Quem conduz, não é? Xong gập nó vào. Này mình để là 9 cm này. Xong mình kết hồng lưu nó đi. Xong rồi tôi kể nó này, tôi cũng kể nó. Xong rồi mình cắt một phần dư của nó đi này. Thế là mình chân tay con gà nhé. Để chân nó này. Đấy này, xong rồi chắc phần dư của nó này.
せやろってないね。Rồi, theo là củ nó là màu hồng luôn. Mình test vào mình cái này. Tiếp theo là mình làm mắt nó. Đúng rồi. Xong rồi quất vào đấy. Như vậy mình hoàn thành xong con gà màu hồng rồi. Thì những bạn thấy hay cho mình like, share và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn thì lần sau. Xin chào, hẹn gặp lại.